Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin tiếp tục giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cặp kỳ duyên gin ha, màu hồng phấn 3 lớp. Dạ, đây là mặt hoa ấy, cô chú anh chị mình, hoa này gần tàn rồi nha. Cái này hàng Tết cho nên con không để bông, cô chú anh chị mình con lãi bông hết nha. Hàng Tết cho nên con không để bông. Có mấy cái nụ nụ này về nè cô, mấy cô chú anh chị mình cứ việc để tới bữa gầm tháng 11 ha. Hoặc là mùng 10, từ mùng 10 tới gầm đó là cô chú lãi hết bông giùm con ở nhà, ví dụ có chồng kỳ duyên cũng vậy. Tới ngày từ ngày mùng 10 tới ngày gầm á, ngày 15 á, tháng 11 là cô chú lãi bông hết giùm con đi, là tới nên là nó có hoa ngay Tết nha cô chú anh chị mình. Đó. Cặp kỳ duyên này rất tàn, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Cây hiện tại đang nằm trong chậu 13 hả cô chú anh chị mình. Chậu 1m3 nha. Cây có bộ tàn rất là đẹp luôn. Cây con trồng âm cũ cho nên con không có moi lên nha cô chú anh chị mình. Toàn bộ là âm cũ hết nha. Cái này là tại con nuôi cũ á, nuôi cũ đặng lên chậu xanh á. Cây khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, cây bộ tàn này quá trời xum xê luôn. Quá đẹp luôn, cốt rất là bự, củ cũng bự nha cô chú anh chị mình. Đó. Cặp này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình 800k ha. Quá trời. Cái tàn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Cái này về mình chơi. Chơi hoa thì khỏi chơi ha cô chú anh chị mình, chơi tàn. Tết mà ra hoa là xum xê luôn. Về khoảng mùng 10 tới 15 là cô chú anh chị mình lãi bông giùm con ha. Là bông nó sẽ ra ngoài ngay Tết nha cô chú anh chị mình. Đó. Cặp kỳ duyên này khá đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Rồi, ai yêu mến cặp kỳ duyên này liên hệ với con qua số điện thoại 0932612668. Mình mua hoa thì mua ngay đợt này nha cô chú anh chị mình, tại vì mình vận chuyển đường xa về, cây nó còn có thời gian phục hồi để nó có hoa ngay Tết nha cô chú anh chị mình, đừng mua cận Tết quá nha. Mua cận Tết quá thì mình vận chuyển về xe hoa nó sẽ không ra ngay dịp Tết nha cô chú anh chị mình. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại.